Hello và xin chào tất cả anh em đã đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người ở trong video này. Thì như anh em đã thấy thì khởi đầu trận đấu mình đang có cung gỗ ở đây đúng không? Đang có hai cung gỗ này, mình sẽ lắp luôn đại bác liên thanh nhá. Ở trong game này thì mình sẽ làm về kiểu liên quan đại bác liên thanh mọi người ạ. Như anh em đã biết rồi, đại bác liên thanh là một món trang bị mà không thể nào có thể xa rời được khoảng cách đúng không? Nó sẽ giúp cho những vị tướng mà tay ngắn nó sẽ trở nên thành tay dài đó. Và những vị tướng bị hạn chế về khả năng đi lại thì sẽ khỏi phải đi nữa, đứng yên một chỗ mà thôi. Đó chính là tác dụng của đại bác liên thanh. Ui, ông này khởi đầu trận đấu đã có ra xua tinh anh xong đấu rồi, mạnh phết ấy. Với cả do khởi đầu trận đấu mình cũng đang muốn bán máu rồi, bán máu lấy trang bị ấy. Cái trang bị siêu hot như kiểu là cái trang bị cung gỗ thì không thể nào mà còn được. Anh em luôn luôn lấy nên là mình phải bán một chút máu để có thể nhặt được cái trang bị mình yêu thích như đây. Fiora này. Rồi, Fiora luôn, để đây đi. Fiora Bluetooth thì anh em cũng sẽ xem chán rồi, bởi vì ok, Fiora ở mùa 2, mùa 3 thì anh em được làm khá nhiều. Được rất là nhiều anh em gọi là làm và ưa chuộng nó. Đến bây giờ mùa 4 thì thật sự hơi nhạt. Nên mình không muốn làm phải Bluetooth con Fiora nữa. Nói chung là khởi đầu trận đấu mà chơi giữa thua thì cũng không gì đặc biệt đâu. Cũng chỉ là feed máu, bán máu thôi. Với cả là mình cũng bán thì một khi đã bán là bán cho sâu luôn, bán cho lút cán luôn. Chứ bán kiểu rồi ương mất công tí nữa bị lại mất, bị kiểu top 7, top 8 mất đồ thì buồn nữa. Nên là feed cho nó lún luôn mọi người ạ. Có thìa rồi, ôi ngon ngon ngon, anh em lấy thìa nhá. Đấy, đây chính là lý do mình nói anh em nên bán máu đấy. Mình sẽ lấy con Silas này. Và như anh em đã biết thì nếu mà Silas mà mình vác vào nó Bluetooth thì nó sẽ như thế nào đúng không? Nhiều anh em chắc cũng đặt câu hỏi trong đầu là Silas Bluetooth sẽ như thế nào, thì bây giờ có thể làm luôn cho em Silas Bluetooth sẽ như thế nào luôn đây. Silas Bluetooth ý, thì trừ khi rằng là một đại bác thôi nhá còn được. Còn nếu như mà hai đại bác ấy thì nó sẽ không skill được đâu. Đấy, con Silas nha, hai đại bác nó sẽ không skill được. Thì hai đại bác thì nó sẽ chỉ skill con ở gần nhất nó thôi, còn ở xa nó không dùng skill, nó chỉ để thanh mana cho vui vậy thôi. Một lần anh yêu đôi. Ông này đấy, ui Diana 2 sao các kiểu. Phát này mình chỉ muốn được rất khoảng tầm một ông thôi. Chứ thua nặng quá tí nữa gọi là khát máu ấy, biết không biết đi mua máu ở đâu luôn á. Thank you.
Bây giờ cần một cái thìa nữa thì và một cái cung gỗ đó thì mới có thể kích hoạt được cái khả năng gọi là song đấu nhân tạo của con Silas. Và Silas song đấu thì cũng khá nhiều anh em, rất là nhiều. Anh nhiều anh em cũng comment về cái Silas song đấu này. Akali này mọi người ơi. Fiora và Akali. Khả năng cao mình sẽ pick con Akali này luôn được cái nhỉ. Bởi vì rằng là Akali là cũng nằm trong cái thuộc diện gọi là diện suy nghĩ của mình. Mình đang suy nghĩ về sự lựa chọn giữa Akali và con Silas này. Mình sẽ pick Akali nhá. Em thấy không? Đấy, Silas. Silas đây nó chưa có tốc đánh nhá. Khi nào mà kích hoạt cho nó kiểu xong đấu nó thì nó mạnh hơn. Nguyên mình thì khá nhiều anh em chơi đấu sĩ. Khá nhiều. Để có một con Silas 3 sao trong game này thì có vẻ phải đánh đổi lượng máu, lượng nước mắt hơi nhiều đấy. Kiểu cạnh tranh mọi người, cạnh tranh hơi nhiều đấy. 5 trận thua. 5 trận thua sau 6 máu. Cái này mà có thần tài mà thua 5 trận này thì ngon quá nhờ. Thơm lắm. Nhưng mà đôi khi có hệ thần tài lại không thua được 5 trận này đâu, lại thắng cơ, thế mới khổ. Và đôi khi thua được 5 trận thì lại còn khoảng 40 máu. Game nhiều lúc hơi tấu hài một chút. Hy vọng là round cung gỗ nhá. Em thấy không? Đấy cái thanh mana của con Silas kìa, nó không dùng skill được luôn. Đó chính lý do mình bảo nói mọi người đấy. Ở xa quá cái tầm này thì nó không dùng skill được. Nó chỉ cách khoảng tầm 600 thôi. Tầm đấy thôi thì nó mới dùng skill được. Hơi buồn. Mình vẫn muốn cảm giác kiểu nhìn cái xích con Silas nó dài ra khoảng tầm nửa màn hình ấy để đánh đối thủ ấy, như thế rất thích hơn, đúng không? Còn xích ngắn quá, xích dùng đến thế là hơi chán. Fiora này. Nói chung là giờ cứ gặp con nào liên quan đến song đấu thì các bạn lập bắt thôi, cứ lấy thôi. Để tí khi mà đủ hết đối tượng thì mình sẽ thay máu vào, lọc máu vào. Có Silas này. Trang bị bây giờ ra thì nó chỉ đơn giản là băng bảo thạch à. Silas thì một con mà skill của nó cũng sát thương khá là lớn, nếu mà kết hợp với băng bảo thạch cũng ok. Một đập của nó thì cũng mạnh đấy. Xem nào. Xem với chúng tôi này, gõ hết vỡ đầu các bạn luôn ý. Nào. Đang suy nghĩ là có nên lắp cho nó quả à? Các bảo thạch luôn không, gõ cho nó sắt máu luôn, lắp luôn đi mọi người, gõ cho nó máu luôn nhá. Ghét này, ông này cũng đấu sĩ mọi người ơi. Nhiều quá này, một đồng đấu sĩ, hai đấu sĩ này. Ba đấu sĩ này. Úi giời ơi. Ba đấu sĩ này nhá. Tiếp tục không? Bốn đấu sĩ ạ. Mình là 5. Ok, game này 5 người chơi đấu sĩ. Thú vị thật. Những 5 người chơi đấu sĩ luôn cơ. Một cái sự năm đấu sĩ à. Thế thì nếu mà mình muốn con Silas 3 sao trong game này thì hơi mệt đấy, đánh đổi hơi nhiều. Tuy mặc dù bây giờ mình đã có con Silas 2 sao rồi đấy. Đây lại đấu sĩ này anh em. Mà ông này đấu sĩ dành tốt ở đang ở vị trí top 1 cơ. Ông này đang có cho mình đó chính là 6 đấu sĩ luôn cơ. Mau cai tên anh đấu sĩ luôn mọi người ạ. Khá là đáng lo đấy. Gõ được đấy. Ôi trời ơi, vừa gõ được phát thì bị nuốt ngay vào mồm bởi con Nunu luôn. Nunu mồm rộng. Đợt trước mình có làm video về kiểu là Nunu Bluetooth song đấu chẳng hạn như vậy, cũng được khá nhiều anh em yêu thích đấy. Và ôi, xin giao tên anh song đấu luôn này mọi người, lấy luôn nhá, lấy luôn không phải suy nghĩ. Tuyệt vời quá. Mình đang tính tìm nó, có luôn rồi thì mình sẽ lọc máu luôn cho đội hình song đấu luôn nha mọi người. Bởi vì sau round này thì mình sẽ đi chợ và nhặt được một cái thìa mà nhặt được cung gỗ mà.
mình đang ở vị trí top 8 nên là khó ai có thể giành được cái trang bị cung gỗ của mình, trừ khi là ông ấy, thanh niên ấy gọi là ra trước mình thôi, kiểu đen đủi á, hoặc là cái trang bị mà nó rơi tận miệng ông ấy luôn, ông ấy chỉ cần bước ra và nhặt được thì mình sẽ thua, còn không thì hơi khó để thua. Xin lát gõ bạn ơi, gõ đây bạn ơi. Ok, hay đó. Chờ mình sẽ đi chợ nhá. Hy vọng là không ai giành giật cái sao bị cung gỗ với mình. Chỉ có cung gỗ mình mới có thể độ được mình game này thôi. Không có cung gỗ thì hơi mệt đấy. Ui, Silas, à con Kinder Red cầm cung gỗ luôn. Với cả con Jack. Thôi, sẽ là Kinder Red đi. Được 3 vàng ngon hơn. Năm song đấu. Bây giờ thì mình sẽ có 6 song đấu. Nhưng vấn đề của mình là bây giờ liệu rằng mình có thể run lên được cái con Silas ấy, nó lên 3 sao được không cơ. Điều đấy là điều quan trọng. Vậy nên thì mình có một kế hoạch dự phòng, và chúng ta mình sẽ để con Akali ở đây trong khi mình run con Silas ấy, nếu mà nó không lên 3 sao ấy thì mình sẽ thay thế bằng con Akali. Đấy, thế. Game này sẽ như thế. Có một ông lần trước cũng comment là tại sao anh gọi là mình không làm theo kiểu là lắp cái trang bị từng con một, từng con một đấy để cho mấy anh em xem. Thì bây giờ có thể làm cái này thế luôn được. Mình sẽ thay đổi dần dần, ví dụ như kiểu bây giờ là đang cho Silas đồ này đi, thì tự nhiên mình sẽ thay đổi cho Silas, thay đổi cái đồ này cho Akali chẳng hạn, xong rồi tí nữa sẽ đổi cho con một con khác nữa. Thế cũng hay, cho anh em nhìn được hết những cái thú vị của một cái trang bị dành cho một tướng. Ông là mê hoặc này, hơi yếu nha. Silas xong đấu thì anh em mới thấy được cái sức mạnh của nó cũng khá là tột bậc, khá khỏe. Rồi, ok, Silas ra đều đấy, khá ok đấy. Mình sẽ để Silas ở trên cái tầm cao cao một chút nhé, để nó dùng skill luôn. Lượng mana sử dụng skill của Silas thì chỉ có khoảng tầm 60 thôi, nên rất là nhanh để dùng súng skill. Nếu như mà kết hợp thay vì cái găng bỏ thạch thành cửa sâu zin ấy, thì con Silas đã dùng skill sẽ nhanh hơn, nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại ấy, nó không có khả năng chí mạng nhưng hiện tại bây giờ anh em thấy không, chí mạng phát 700 đam thì cũng hơi bị nhiều đấy. À đây rồi, xong đấu này, game này mình chưa xong đấu nhiều quá, như kiểu lúc này bị xong đấu lừa vậy. Nào, Silas. Wow, em thấy một pha vừa rồi đến từ vị trí của ông Xin Dao ạ. Xin Dao làm quả full chí mạng kìa, chọc một phát nát luôn đội hình đối thủ luôn. Xin Dao này nhiều ông bảo là Xin Dao bao huyết kiếm mà mình vẫn chưa có hội để làm nhá. Xin Dao bao huyết kiếm thì để mà nói cái sát thương của nó có, khả năng hồi máu cũng có, cũng nhiều cái thú hay ho đấy. Nhưng mà phải kiếm thần 3 thanh BF với cả 3 cái áo trong bạc thì cũng hơi củ chuối. Một lần anh yêu đuối, một lần nhìn nước mắt rơi. Bãi người sói, hãy cho tôi một cái Neko đi ha. Bây giờ có Neko độ thì ngon thôi, chẳng cần gì nữa đâu. 7 song đấu. Song đấu nhân tạo cũng có rồi. Nó là một cái áo trong bạc, một đầu tóc mắt và hẳn một cái áo trong bạc tiếp theo. Áo trong bạc mà đến thì gọi là chế tác thì chỉ có để chế được cái thần rừng thôi. Và thần rừng thì một cái hệ mà anh em không thích, không có thích thần rừng cho lắm. Khá là chán, mình cũng đang chán thần rừng. Những đội hình mà mình chẳng phải chán như kiểu là thần rừng là một này, rồi là như kiểu là thánh thần là hai đấy, kiểu thế, nó không thể hiện được gì nhiều.
Nó không thể hiện được gì nhiều vậy. Ông ấy đang chơi Warwick à? Warwick kết hợp với kiểu là tự săn à? Thánh thần tự săn đây. Đội hình mà có vẻ khi dạo này khá hot trong cái công cuộc gọi là chơi game của anh em. Úi dồi, một gõ kìa. Ông lắc ra do hẳn một cái trang bị quyền năng khổng lồ như vậy thì đỡ thế nào được. Chắc đang tính kiểu cho lắc hóa khổng lồ lên và dùng skill chói bọn mình đây. Nhưng không kịp được bạn ơi. Lắc một sao hơi đuối. Con Kennen ấy nếu kết hợp cho trang bị kiểu song đấu cũng hay, nó sẽ ném. Nhưng mỗi tội là nó không dùng skill thôi. Ở Sen này, có Sen lấy luôn nhá. Đây, mình cứ để đấy luôn. Chơi theo kiểu cái meta, theo kiểu là mọi người kia nói là có cái gì sẽ là trao đổi, sẽ cứ swap trang bị, một cứ swap trang bị liên tục thôi. Đấy, ok, cho Akali đi. Akali bây giờ mình có 5-6 song đấu mà. Cho Zac vào 7 song đấu hơi thừa nên cho Akali vào. Để có thể kích hoạt được cái 2 sao mà đúng không? Để ngoài hơi phí cho đá một chút cũng được. Ông này đang có Kindred này. Game này thì Kindred đang có cho mình bùa xanh với cả một kiếm súng. Nhưng mà đồ này ông thủ, đường thủ ông này thì không có nên là mình sẽ quýt thôi. Đấy, quan trọng là ông này khỏe để khỏe thật. Nhưng mà cái độ thủ ông có thì cũng sẽ yếu dần mà thôi. 4.2 này, round sau mình sẽ lên level 7. Lúc sau sẽ level 7 rồi nhá. Bây giờ nếu mà có thêm một Lee Sin nữa ấy, thì mình sẽ đạt được mức là 8 song đấu. Có Lee Sin nữa là mức 8 song đấu mọi người ạ. Liệu rằng anh Lee Sin gặp chúng ta có ra hay không? Nếu ra là mình sẽ có 8 song đấu mọi người nhá. Rồi, up cấp đi. Rồi, run một phát nào. Hai phát đi. Akali này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bán đi cho Zac vào. Ui, Lee Sin ạ. Ok, ngon mọi người, 8 song đấu luôn nhá. Vậy bây giờ mình sẽ có 8 song đấu ở round 4.3, 8 song đấu. Wow, hên đấy. Hên đấy mọi người ạ. Vãi trưởng em ơi, 4.3, 8 song đấu ạ. Round 4.3 tôi đang có 8 song đấu đây. Vãi nồi thế này thì thực sự là bây giờ chỉ có sợ thắng thôi chứ giờ thua hơi khó mọi người ạ. Nhân phẩm quá cao rồi. Trời ơi, nhân phẩm hơi bị cao rồi đấy. Tuyệt vời, gọi là perfect mọi người ạ. Vấn đề của mình bây giờ là nên làm cái gì song đấu mọi người ơi. Nên làm cái gì song đấu bây giờ này. Đấy chính là cái nỗi khổ của mình hiện tại bây giờ. Nên làm cái gì song đấu bây giờ nhỉ? Akali thì mình đã gom được khoảng tầm 4 con rồi. 4 con Akali rồi, vào game này thì đâu không ai chơi Akali cả. Vậy nên là Akali cũng là một cái gì đó, một cái sự lựa chọn khá là tuyệt vời trong cái đầu của mình, trong đầu mình hiện giờ. Lúc nãy mình lỡ mất ghép mất cái trang bị như kiểu là một cái cam bỏ thạch ấy, cam bỏ thạch cho Silas rồi. Chứ nếu như mà không thì mình ui mất nước mắt rồi. Có Zone anh em ơi, lại có Zone này. Có Zone, mất luôn Zone luôn rồi. Thôi thì lấy tạm cái găng đấu tập vậy. Sen, nếu mà kiểu chơi Sen song đấu á, Sen song đấu cũng hay, cũng khá là thú vị khi mà chơi kiểu Sen song đấu. Nhưng mà con Sen thì Ron lại rất là khó lên 3 sao được. Đấy, con Sen Ron lên 3 sao như kiểu đi lên trời đó. Ui, vừa nói Sen lên 3 sao như lên trời vậy á, thì nó ra như này luôn ạ. Thế anh em thì tôi có nên chơi Sen không? Thử luôn nhỉ, thử luôn cho nóng nhở. Ok, cứ để đây đi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ up cấp lên level 8 kiếm sen một nghĩa. Lên level 8 kiếm sen 3 sao đi. Ok. Còn nếu mà sen không ra thì mình cho Akali vào cũng được, không sao cả. Úi xồi, sen kìa, sen Bluetooth kìa, xong đấu kìa. Chặt, úi xồi. Siêu kích thích luôn mọi người nhá. Phải nói là siêu kích thích luôn. Ở game này thì mình check qua lại thấy không ai chơi sen cả. Mà ông này chơi đấu sĩ nữa này. Chơi đấu sĩ thì sen của mình sẽ được thể hiện rất là nhiều. Ui, Shibukai nữa. À, 4 thân tài, tôi tưởng ông này 8 song đấu giống tôi chứ. 8 song đấu ở round 4.3 thì cũng khá là gắt rồi đấy.
Bởi vì con sen nó ra với mình, nó có duyên với mình cao mọi người. Nó có duyên với mình nên là mình sẽ lấy nó. 4 con rồi này, bây giờ mình cần kiếm thêm 5 con nữa thôi. À, thêm 5 con nữa thôi mọi người, là có thể có được mức đó chính là sen 3 sao nhá. Sen 3 sao. Sen 3 sao, hai đại bác lên thanh thì ngon. Nó sẽ đứng từ đây, nó bay lên luôn mọi người. Nó thế mới thú vị. À, để đây đi. Cặp đấu sĩ anh em ạ, top 1 đúng không? À không phải. Hùng Cường. À, game này biết không? Lúc đó mình tính làm Silas cơ. Nhưng mà nhiều đối thủ chơi quá. Nhiều đối thủ chơi đấu sĩ quá nên là mình đã từ bỏ cái định đó rồi, không chơi nữa. Anh em thấy là nhìn từ trên xuống dưới đa phần là toàn chơi đấu sĩ cả. Không hiểu lý do tại sao game này là mấy ông này lại chọn đấu sĩ để chơi nhiều như vậy. Cũng được. Ông này chơi đấu sĩ nhiều như vậy thì mình sẽ chơi cái khác được. Ai à, Kinoret mạnh đấy. Mạnh đấy bạn ơi. Ủa đi. Hôm nay gì mà level 6 mà run hết tiền rồi. Khát nước thì khát vừa thôi chứ không khát quá thì chịu rồi đấy. Chơi khát nước quá các bạn ạ. Cặp mấy thanh niên chơi kiểu khát nước này là hơi mệt mỏi này. Chưa gì này, level 6 này. Run hết tiền để dắt vàng của mình đấu sĩ để mà nó gì biết. Hôm nay thì sao? Hôm nay thì Aizasua, Zone các kiểu này, chi bục trai các kiểu. Thổ hoang. Không sợ chết, thợ săn. Nói chung là không ai chơi sen là đủ được rồi. Không ai chơi sen là mình vui rồi. Mình sẽ có cơ hội lên sen 3 sao được. Đây cô. Ui trời ơi, là cái Akali kìa anh em. Khả năng cao lắm là sẽ có Akali 3 sao trong cái này đó. Khả năng rất là cao này. Thôi up level 8 này tính sau nhá, up level 8 này cứ run thôi. Bây giờ trang bị này, trang bị bây giờ là anh em thấy rằng là mình đang áo choàng thủy ngân này, áo choàng thủy ngân với cả một cái tim băng đi cho Lee Sin đó. Còn trang bị này thì cứ để dành ở đây nhá, để dành trang bị này vào đây, từ từ đấy lắp trang bị này sau, để dành ở đấy. Mình xem thử rằng là liệu sen với cả Akali là con nào sẽ lên 3 sao được hơn nhá. Warwick này chơi kiểu Warwick thánh thần à, nhưng mà xin lỗi bạn chứ tôi mạnh quá rồi. Tôi mạnh quá các bạn ơi. Không sợ chết. Ok, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chết ngay bây giờ mà. Ông này có Nunu, ông này lạ. Mình nhìn trang bị của Nunu này thì mình lại nhớ tới cái ông bên Trung Quốc. Cái ông sao TFT á hả? Đợt trước lâu lắm ông làm con Nunu đồ như này. Bây giờ ông này đang làm giống đây này. Ông đang chưa tính kiểu là 8 đấu sĩ và AC cánh tim mọi người nhá. Đồ hình kiểu thế á. Yasuo bán đi đi. Zilean này mọi người này. Bây giờ mà làm kiểu Zilean thì cũng hay. Zilean xong đấu thì cũng thú vị phết. Warwick. Ui, Akali. Fiora. Ok thôi, nếu như Akali lên 3 sao thì chấp nhận phải chơi thôi. Bởi vì sen cũng đâu xuất hiện mấy đâu mà mình chơi được. Con nào lên 3 sao trước thì mình sẽ chơi con đấy nhá. Khẳng định với các bạn như vậy luôn. Không mua đâu mọi người, mình sẽ không mua mấy con tướng này. Bởi vì game này thì mình sẽ để dành cái sức gánh team dành cho những con tướng khác như kiểu là Akali hoặc là Sen lên 3 sao đấy. Ui, Akali này. Lee Sin này. Zone luôn này. Nếu mà chơi mình sẽ bán luôn nhá, bởi vì cái mình đã nói rồi mà, mình chơi một con gì đó là mình sẽ không thích những con khác nhúng tay vào kiểu thế. Mình chỉ muốn một con nhúng tay vào thôi. Còn những khác nhúng tay vào thì nó sẽ nhạt hơn nhiều, rất là nhiều. Akali một con nữa mọi người ạ. Bởi vì sen ron không ra. Sen thì chỉ lên lúc 3 sao thì nó mạnh thôi. 3 sao là hiệu lực 8 giây, 4.000 giáp. Còn ở mức 2 sao nhưng thì đấy là chỉ có 800 thôi kìa. 800 mà hiệu lực có 4 giây. Hơi đuối.
Có sát thủ nha, có sát thủ nha, có hệ sát thủ này. Nếu mình lấy cái này thì mình sẽ cho Lily Sin thành sát thủ cũng được ha. Cho Lily Sin thành sát thủ nhá. Rồi, mình sẽ có cặp đó chính là cặp sát thủ Lily Sin và Akali. Đó. Đó là cái gì đó mình đang muốn tìm kiếm đó. Còn cái trang bị mình cho Akali bây giờ thì nếu như mà có vũ cực kiếm thì ngon. Thôi nếu không có thì cho găng quả thạch cũng được. Bán sen này. Vâng. Có vẻ khá là ngang tài ngang sức đây. Liệu ai sẽ là người giành được trái tim của mình? Chưa ai giành được trái tim của mình cả mọi người ạ. Trái tim của mình vẫn chưa bị ai chiếm mất nha. Lý xin sát thủ. Ông này cũng có Zone đấy, chơi kiểu đại sư mọi người ạ. Ông này chơi kiểu đại sư đây. Lý xin của tôi, sút. Ơ, né kìa game. Em thấy Lý xin của tôi vừa né một pha không? Nó vừa pha là lách người né skill của ông Zone luôn ạ. Rồi, ok. Úi xồi, sen quẩy ác liệt phết đấy chứ. Đâu phải đơn giản đâu. Dân chơi không sợ máu sao? AC và Kinoret mạnh hơn rồi. Kinoret đồ này khỏe quá. Quả khỏe quá mọi người ạ. Eco vàng một chút nữa mọi người nhá. Eco vàng một chút nữa rồi mình sẽ run tiếp. Sen này. Mình sẽ sắp xếp sao để cho Lee Sin nó bay nó sút quả đẹp này. Đây cho Lee Sin ở bên phía này đi. Thỏ hoang đô 1. À, này đấu sĩ luôn. Đấy, là Silas 3 sao này. Đấy vì ông này chứ không thì mình cũng làm quả ấy rồi, làm quả Silas xong đấu Bluetooth rồi. Khỏe quá. Sen quẩy kìa. Sen quẩy là tới nóc nhà luôn. Đi rồi. Nếu như một round này có Neko này thì mình sẽ chuyển hướng sẽ làm sen, bởi vì có Neko thì tỷ lệ có sẽ có sen 3 sao rất cao hơn rất là nhiều. Luôn này 2 sao luôn. Thơm vậy. Ủa ơi. Một cái bác thiên thanh ạ. Thơm vậy anh em. Đồ đẹp đấy, đồ hơi bị đẹp mọi người ơi. Đồ này mà cho ai à, đây rồi. Một ông này đang cầm một con sen này. Ông này đang cầm một con sen. Vậy nên bây giờ nếu như mà con sen tướng 4 vàng là chỉ có tầm 10 con thôi. 11 con hay sao ấy, mình nhớ không rõ nhưng 11 con. Vậy nên bây giờ tỷ lệ của mình có sen 3 sao sẽ xuống thấp một chút nữa. Ok, run được tầm Echo tầm 20 vàng mình sẽ run đi. Đồ đẹp quá này, hai đại bác thanh luôn thì ngon quá rồi. Ui, có sen nha. Bây giờ mà run Akali nó phải mệt này. Xong cuối cùng nhờ. Ôi, Akali 3 sao mọi người ơi. Thôi, chấp nhận thôi. Con thì lên 3 sao thì mình sẽ cho nó xong đấu mà. Mình đã nói nó trước rồi mà. Phải giữ lời hứa thôi. Không giữ lời hứa nghiệp quật chết thì sao. Qua đây đi. Ai à, kịp cho mình đổ cho ra đâu. Rồi ok hên quá. Akali ở đây đẹp quá này. Mình shoot anh em. Nhìn Akali shoot này. Búp. Búp. 5 chấm tốt đánh mọi người nhá. 5 chấm nhá. Đánh như thằng điên luôn. Ok tuyệt vời quá mọi người ơi. Rất là đẹp. Hoàn thành được mục tiêu rồi. Một ông cũng bảo mình làm kiểu là Akali Bluetooth ấy. Thì bây giờ anh em có thể thấy đây. Đây chính là con Akali Bluetooth đây. Rất đẹp trai nha. Rất đẹp gái. Sút từ xa, hai đại bác lương thanh luôn. Không có trang bị ra đẹp như vậy mọi người ạ. Mình không nghĩ rằng là round này nó lại ra cái trang bị như thế đâu. Khá là bất ngờ. Lee Sin ơi. Ui dồn nè luôn này. Lee Sin ơi. Lee Sin ơi. Lee Sin. Không thấy chẳng Lee Sin đâu cả. À ok đây đây đây. Mình sẽ để qua đây nhá. Anh thấy không? Giờ đội hình nó mạnh quá rồi. Đội hình mình mạnh quá là con Akali mình đâu thể hiện được nhiều đâu. Còn cái nhắc bảo thạch nhưng mà mình không lắp vào. Lắp vào thì nó bá quá. Akali. Sút. Sút. Ui trời ơi. Anh chàng Akali của tôi. Ê à, ăn CC à. Vẫn chưa đủ đâu ông ơi.
chưa hết đâu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. 500 tốc đánh và 2100 khoảng cách tấn công. Ok, phết. Ông này có hai cái cô mà vẫn chưa sử dụng này. Ham, ông này kiểu hơi tham đấy, cái chơi kiểu hơi tham. Chắc đang muốn tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn, ngon hơn để sử dụng rồi. Adriel, Lee Sin này, Lee Sin của tôi đâu ấy nhở? Ôi, Zone luôn anh em ơi. Mình đang mức level 8 mà Ron nó tầng này Zone, em hiểu là như thế nào đó. Hên phết. Ok, không phải Lee Sin đâu cả. Bây giờ thì mình gặp ông này. Ông này cho ở giữa đi. Anh em nên hiểu tại sao mình xếp như này nhé, để cho Akali nó sút nhiều hơn. Chứ đừng mạnh quá nó kiểu... Ui, đã xua chúng tôi này. Akali bập như sút bóng rồi mọi người ạ. Vâng. Đi luôn chưa? Chưa đi à? Rồi, đối thủ này chắc đi luôn rồi mọi người ơi. Akali của mình mà. Cầu thủ sút bóng mọi người nhá. Cầu thủ sút bóng quốc gia. Ui số lại là một cái đại bác thiên thanh nữa. Ui rồi ôi. Sao nó hên vậy? Sao nó nhiều đại bác vậy mọi người ơi? Một game mà tận mấy cái cung gỗ nhở. Thì mình đếm thế nào. Đây là hiện tại bây giờ là 2, 4, 5 rồi, 5 cái cung gỗ nhá. Và cái này là chính là 7 cung gỗ mọi người ạ. Một game 7 cung gỗ luôn rồi. Nếu mà mình run không là Lee Sin 2 sao á, thì mình sẽ bán con Lee Sin ở trong kia đi. Và cho Lee Sin hiện tại đồ mới nhá. Đây, cho nó trang bị mới này. Đấy, ok chưa? Rồi. Tim băng cho Zone. Ok, thôi, trận cuối cho nó mát binh luôn cho anh em xem. Sút nào Akali. Sút. Đấy anh em đã chiếm ngưỡng con Akali Bluetooth chưa? Đấy, Akali Bluetooth của anh em đấy. Và nếu như anh em muốn làm về cái những con tướng khác Bluetooth thì anh em có thể comment ở dưới nhá. Hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like video. Và đó chính là động lực để mình ra những sản phẩm video hay hơn và chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé. Bye bye.